phải đi đẻ chứ, không đi đẻ thì con mình nó ở trong bụng mình sao nó chịu được. Lúc đó mới bình tĩnh lại, mới nằm yên lại, ráng chịu đựng để bác sĩ đo. Vậy là cô này là được chiều chuộng. Em sợ đau kinh khủng luôn. Sợ đau. Dạ. Lúc đó em có mình à, em khóc quá gì khóc luôn. Mà chồng em với lại má chồng với lại mẹ của em thì ngồi dưới đợi. Đợi từ tối hôm qua đến sáng luôn, không dám về. Bao nhiêu người đi sinh rồi mà sao thấy không có em. Mẹ em với chồng em mới lén lên coi em như thế nào. Thì em gặp mẹ em mừng quá, em nói thôi mẹ ơi con đi về, con không đẻ nữa đâu, đau quá con không chịu đựng được. Em được luôn đòi em. Về em giật dây ra luôn, em không chịu được. Trước khi mà em đi sinh thì trong toàn bộ quá trình mà em mang thai á, cái hình dung của em về câu chuyện đi đẻ nó như thế nào? Em hình dung nó là màu hồng lắm chị, là tại vì người ta đều nói là em là đẻ dễ, vô là chỉ có đẻ thôi, mà em bị vỡ rồi, em nghĩ là em vô đẻ liền. Lúc nào em cũng mặc định như vậy hết á, cho nên là nó hoàn cảnh xô cái bả đẩy luôn là vậy đó, trời ơi. Cho nên là lúc mà một mình em phải trải qua hết những cái quá trình em mà... bị sốc. Dạ đúng rồi, em không nghĩ tới, em cứ nghĩ là em vỡ ối rồi vô đẻ liền, là hai ba tiếng sau là mình được gặp con mình cứ mặc định trong đầu mình. Có phim nhiều quá nè, vỡ ối cái á đẻ đâu có. Vẫn truyền hai chai thuốc dục sinh luôn mà em vẫn không nở, phải mổ. Em nói vậy thôi cho con đi mổ đi. Trời lúc đó em chưa thấy ai mà nghe mổ mà vui như em. Trời em vui lắm luôn á. Em được gỡ ra khỏi cái đống dây nhỏ là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà bác sĩ nói bây giờ đẩy qua phòng mổ mổ liền. Em nói trời mổ chưa kịp nói với chồng là mình đi mổ, lỡ giọng dặn chồng là đặt phòng sinh gia đình rồi, chưa kịp dặn dò chồng gì hết. Cái bác sĩ nói được, em được gặp chồng em. Em gặp chồng em 5 phút để em đưa cái mắt kiến. Em rất là tủi thân luôn. Cũng bình tĩnh lại mà nó không sao. Vô là mổ là xong liền à. Mà trong đầu em lúc đó cứ nghĩ là mình mổ mình gây tê thôi, mình cũng được nhìn thấy con mình. Nhưng mà không ngờ là để vô phòng mổ bác sĩ nói là em gây mê nha, tại vì em đợi lâu quá rồi. Sợ em bé bị ngợp. Trời ơi em lúc đó em thích coi phim kinh dị lắm chị. Lúc đó em cứ nghĩ là trời ơi chết rồi, mình gây mê rồi, không biết mình có sống lại được không, hay là mình đi luôn rồi mình có tỉnh lại được, tỉnh lại lúc nào rồi chồng mình sao, mình chưa kịp dặn dò chồng mình cho con uống sữa gì nuôi con sao, chưa kịp dặn dò gì hết. Đó, em cứ nghĩ như vậy, em khóc quá trời luôn. Tại vì chưa kịp chăn chối, em đầu em nghĩ là vậy đó. Em nghĩ vậy luôn á. Xin chào các bạn khán giả đang xem đài, tôi đi về. Mời bạn. Quý vị có nghe gì? Không phải cô. Quý vị có nghe gì không? Chào chị Ngọc Lan, chào cô chị em. Không phải cô, hồi đó cô dạy em ở trên Đại học Sư phạm Trung ương. Chính xác. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy đến với lại cái công đoạn đầu tiên. Đó là khi mà chúng ta mang bầu, lúc đó cảm giác của mình như thế nào? Từ lúc mà em có bé đầu á thì bị sảy thai tự nhiên. Cái sau một năm á thì chồng em muốn yên tâm hơn mới đi chích ngừa rồi đi khám đủ kiểu hết á. Bác sĩ dặn á là chích cái mũi cúm á thì phải đợi 2 tháng sau thì hãy có bầu thì mới thuốc nó tan hết thì ok. Mà về cũng tuân thủ lắm tại vì có cái phớt rồi nên mình rất là sợ. Nhưng mà cũng không biết sao nữa mà lại có em bé luôn. Sao mà không biết sao được? Phải biết chứ. Thậm chí là đêm đó có trăng nữa. Đúng rồi. Nhưng mà làm sao em phát hiện được khi mà em biết không biết làm sao á, rồi sao phát hiện? Em cũng không biết luôn, tại vì chỉ trễ vài ngày thôi mà em nghĩ là do em ăn đồ cay hay là nóng á thì nó trễ kinh. Cái ngày, không biết sao mà mấy chị đã làm nên lịch sử rồi, nhiều khi có 5 phút làm nên lịch sử để tới vài ngày. Cái mấy chị trong trường không biết sao mà nhìn nó em là có chắc mình có bầu rồi đó, mua thử đi. Thì em không tin em, tại vì lúc đó là dùng nhiều biện pháp an toàn lắm rồi, cũng mua thử chơi thôi. Cái em mới nhờ cái cô làm chung trong trường á, cổ đi ra đi vô trong trường được, nhờ cổ mua que thử giùm em. Em thích quá, em lại nhờ cổ mua thêm 2 que nữa. Thích quá hả? Thích chuyện mình có bầu hay là thích cái gì? Em thích nhìn cảm giác mà nó lên 2 vạch á. Cưng á. Trời ơi. Cô giáo mầm non có một cái ưu thế là gì? Rất là chi tiết. Cho nên cái cảm giác mà nó hiện lên từ từ 2 vạch cũng tạo ra hạnh phúc. Cái đi mua thêm 2 que nữa. Dạ bây giờ có mua thêm 2 que. Nó cũng vẫn lên 2 vạch. Lúc đó em vui quá mới gọi cho chồng. Thì lúc đó đang giờ ngủ trưa thì chồng em mới hỏi thiệt không em? Tại vì mấy lần trước em hay chị này trong trường mà có bầu em cũng hay mượn que để em chọc chồng em á. Hai ba lần rồi, bây giờ tới phiên mình thì chồng nói thiệt không? Hay là xạo vậy? Em nói thiệt, lần này là thiệt. Vậy anh cũng vui nhưng mà anh cũng lo. Tại vì bác sĩ dặn như vậy mà bây giờ mình có em bé rồi không biết có sao không? Rồi ảnh cứ hỏi mình hoài. Mình cũng đen từ vui mừng cái mình cũng chuyển sang trạng thái lo lắng giống ảnh luôn.
Đi khám thì bác sĩ nói chưa có trường hợp nào mà do thuốc chích ngừa còn mà em bé bị sẩy là em bé bị dị tật hết á. Cái lúc đó chồng em mới ok, mới yên tâm. Tâm lý của anh chồng này á thì với cái trường hợp này là em thấy rất là đúng luôn. Chỉ tâm lý cô này là em thấy hơi sai nè. Em thì lại trông chờ là cái lúc mà cổ biết cổ có bầu á thì cổ lại sợ là bởi vì trong người mình đang có thuốc. Sau đó ủa sao tâm lý của cổ bị ngược vậy? Còn anh chồng là tâm lý đúng nha. Đó, anh chồng là tâm lý đúng. Phải nghe tiếp coi cuối cùng tập này ai mang bầu. Trong cái quá trình mà em mang thai như vậy thì cái cách em chăm sóc em bé trong bụng nó như thế nào? Từ lúc có bầu á em không ngén gì hết, cái gì em cũng ăn được. Khỏe nha. Giờ chồng em có ngén giùm không? Chồng em không luôn, em cũng bước qua bước lại người chồng em thì chị làm chung kiểu như vậy để cho chồng ngén ngủ giùm. Để cho chồng ngén giùm, đó là cái mẹo. Các bà vợ thực sự có rất nhiều tâm cơ thưa các anh. Hãy cẩn thận với phụ nữ vậy luôn. Lúc em bước chồng em có thắc mắc không Trúc? Lúc đó chồng em không có biết gì hết, thì chỉ nói là giấu không được nói cho chồng em nghe thì chồng em mới ngén được. Mấy anh thấy không? Mấy anh tưởng em là ai? Rồi em bước mấy lần luôn? Ngày nào em cũng bước hết đó. À, trời, vậy là quá liều. Em ơi, nhiều khi bước một lần thôi em bước chia cho cứu vậy. Em coi chồng em thử có bị ngén không? Cái không luôn. Mà chồng em vẫn bình thường. Tại vì bé của em chuẩn với là nó rất là ngoan nên cũng không có gì đặc biệt hết á. Chỉ có lúc mà mang thai 3 tháng á thì em bị ngứa. Em bị nổi hết nguyên người luôn, trừ cái mặt em ra thôi, toàn thân em là bị nổi hết. Mà em cũng không biết là tại sao nó bị như vậy. Bác sĩ lúc đó có bầu thì không được uống thuốc, cho nên chồng nói thôi vậy vô da liễu khám đi, bác sĩ cho thuốc sức. Cái ngày nào anh cũng sức cho em mà. Chị biết nguyên cái người em lúc có bầu nó mập mà. Sức, trời ơi, sức xong là anh đi ngủ thôi, anh không làm được gì hết. Người sức đuối mà em. Đúng rồi. Trời, sức thuốc mà đuối. Đúng luôn. Nó nổi quá trời luôn. Chỉ chịu cái mặt thôi, toàn thân luôn, tới cái chân mà nó vẫn còn nổi luôn. Rồi ông đi ngủ luôn sau mỗi lần sức thuốc. Đúng rồi, là không làm việc gì luôn. Chứ em muốn làm việc gì? Em muốn làm việc gì? Chị đang chờ đợi việc gì? Lúc đó em cứ nghĩ trời, có bầu mà đã vừa mập rồi mà người thâm đen hết, mặt nó bự ra rồi bây giờ còn bị ghẻ nữa, mai mốt chắc là thế nào sau này hết nó cũng để là ghẻ không ít thì nhiều. Nhưng mà tự nhiên tới một ngày mình không để ý tới nó, mình quên nó thì nó lặn sạch luôn, không còn một cái dấu tích gì trên người hết. Ồ, nó ngộ quá ha chị ha. Chị có lý giải được về việc này không? Tại vì mình rất là dễ bị định kiến và có những cái suy nghĩ đóng khung á, là à có bầu á thì phải ngủ hoặc là phải ăn hoặc là phải thèm hoặc là sợ một cái món gì đó thì mới gọi là ngén. Nhưng mà thực sự thì dưới cái sự thay đổi của cơ thể nó có thể là 1001 biểu hiện khác nhau. Ở một cái góc độ nào đó, chính cái sự thay đổi nội tiết ở bên trong nó cũng tạo ra cái việc đó là em có quá nhiều thứ về vấn đề da liễu thì nó cũng là một trong những cái biểu hiện của ngén rồi. Thì nó cũng chỉ kéo dài khoảng là 3 tháng đầu mà sau đó thì nó hết. Đó chính là cái sự thích nghi của cơ thể. Sau cái thai giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu thích nghi với cái sinh vật đó và cơ thể chúng ta có thể quay trở về với cái nhịp bình thường. Thì lúc đó là có nhiều mẹ bầu là không còn ngén ngủ, không còn ngén ăn. Rồi em thì bây giờ hết ghẻ. Kiểu vậy à. Trời chị ơi, chị nói là nổi mẫn cảm này. Ghẻ là Trúc chồng em dùng nhận định. Rồi hết ghẻ đâu, quá trình đó nó như thế nào? Chồng em mừng, em cũng rất là mừng. Chị nghĩ là chồng mừng hơn á. Chồng mừng sức cũng mệt quá mà. Rồi lúc trước khi có bầu á thì em coi trên mạng với lại coi trên tivi, đọc sách báo á. Thì người ta nói là có bầu đừng có nên ăn nhiều. Ăn nhiều thì chỉ vô mẹ thôi, không có vô em bé đâu. Chủ yếu là bổ sung vitamin thôi. Mà vẫn có những người lên tới 20-30 kg. Thì em nói trời ơi, sao mấy người này dở quá vậy. Ta chủ yếu là bổ sung vitamin thôi, ăn chi cho mà lên quá vậy. Khi em bị nghiệp buộc luôn, em ăn không phanh luôn, em lên 30 kg. Ôi. Em lên 30 kg. Ôi. Mà đã vậy ăn đều độ lắm nha. Lúc đó còn đi dạy ở trường không em? Đó, mang bầu nhưng mà vẫn đi dạy mầm non. Mà trường mầm không có cái gì mà nó quy củ hơn trường mầm non và quân đội hết á. Giờ đó là thể dục, giờ đó là ăn, giờ đó là ngủ. Thành ra trời ơi luôn. Nhưng mà em dạy thêm có một tháng là chồng em thấy em mệt quá cho em nghỉ nhà luôn. Kể từ lúc đó là ăn ngủ. Mà thèm tinh bột không à. Em không biết tại sao. Nghiệp quá. Trong cái quá trình mà mình mang thai như vậy, nó có cái sự cố nào ngoài cái việc mà mình có ghẻ? Có ghẻ thì nó có cái sự cố nào xảy ra đến thai nhi không? À dạ có. Lúc đó là siêu âm 4D là khoảng tuần thứ 23-24. Chỉ siêu âm xong bác sĩ tự nhiên hỏi em là ủa nhà em có ai bị lùn không? Tại sao xương đùi em bé ngắn vậy? Cái em lúc đó là tự nhiên có một cái gì đó trong đầu em lé lên rồi. Em nói không, chồng cũng kêu 1m8 mà con cũng 1m6 mà nhà ai cũng cao đó. Cái bác sĩ không nói gì hết. Thì chồng nói không sao, xương đùi ngắn thì cho đi bơi, cho tập thể thao.
nên kêu em là đừng có lo. Cái thầy chồng đi về, tối đi ngủ rồi chồng em mới nói: em ơi, chị Trang mới gọi nói là ngày mai thầy chồng mình đi lên bệnh viện Từ Dũ. Thôi em bé người ta nghi ngờ là bị đau. Cái lúc đó như một đêm đó em với chồng em là không dám ngủ luôn, cứ mong tới trời sáng để đi lên bệnh viện. Thì lúc mà lên bệnh viện á, vô trong phòng khám đó thì em thấy ai vẻ mặt cũng bàng hoàng hết á, vợ ai cũng khóc hết á, em rất là lo. Thì lúc đó bác sĩ nói là bây giờ có hai trường hợp, một á là chọc ối thì khả năng chính xác được tầm 50-60%, còn phương án thứ hai là mình đi xét nghiệm thì chi phí xét nghiệm này là nó cao hơn rất nhiều. Thì chồng em mới nói là thôi không sao, con là tất cả, tiền mình có thể kiếm được nên thôi mình làm xét nghiệm liền đi, 3 ngày là có kết quả rồi. Còn chọc ối nhiều khi ảnh hưởng tới mẹ tới em bé nữa. Cái lúc đó bác sĩ mới viết giấy hẹn thì qua bệnh viện Đại học Y Dược, thì chỉ có bên đó là nó mới test cái đó thôi. Thì em nhớ lúc đó là vô thử máu, nên nó không có dùng cái ống chích bình thường để thử máu, mà lúc đó em chưa kịp ăn sáng gì hết, lấy máu ra là bị choáng luôn. Mà lúc đó là về là giống như là địa ngục ở trong nhà vậy, rất nặng nè. Dạ. Má chồng em, nhà chồng cũng rất là thương em, không dám nhắc tới. Trong 3 ngày đó thì không ai nói chuyện với ai hết, tại em chỉ có khóc không à. Tại em lo, em nói mà mình cũng sống đâu có ác với ai đâu mà sao tự nhiên bị như vậy. Em với chồng em là không nói chuyện luôn, tại vì chồng em nói là sợ an ủi em á thì giống như là vỡ òa, em lại khóc. Em chịu không được nên thôi anh cũng không nói. Cái 3 ngày sau bác sĩ kêu là chiều hãy lấy kết quả, nhưng mà em canh tới 10-11 giờ là lúc người ta làm việc đó. Thì lúc mà em hỏi là bác sĩ ơi, con em kết quả như thế nào, thì bác sĩ nói là không sao đâu em, con em bình thường, không sao hết. Lúc đó giống như là em chút được cái gông trong cổ ra. Em gọi điện cho chồng em mà đang giờ làm việc á, ra ngoài đứng khóc, em cũng khóc nói trời ơi mừng quá anh ơi, bây giờ em mới thấy là làm mẹ là nó thiêng liêng như vậy. Có những giây phút mà chỉ có những người mẹ mới trải qua được những cả cảm giác đó thôi. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Bây giờ không, mình chuyển giai đoạn đi, chuyển qua tới cái giai đoạn mình đi sinh đi. Lúc đó mình như thế nào ta? Mình kể lại tỉ mỉ từng chi tiết, từ cái lúc mà mình hơi đau bụng cho tới lúc đi đẻ thôi nè. Quá trình đi sinh của em là em viết thành nhật ký cho con em luôn, tại vì nó quá sức chịu đựng của em. Tại vì đoạn trường quá vậy. Đúng rồi. Mọi người nhìn em á đều nghĩ là trời ơi con nhỏ này như vậy chắc nó sẽ sinh thường, nó sinh dễ lắm. Nó tạng người như vậy sẽ có nhiều sữa. Em cũng nghĩ như vậy, em luôn luôn nghĩ như vậy, lạc quan như vậy lắm. Em nói trời ơi chồng ơi, khi nào mà em sinh xong chồng nhớ mua hoa tặng em nha. Rồi nhớ đặt phong sinh gia đình nha. Rồi cái bác sĩ dự sinh là cuối tháng 10, tầm 30 tháng 10, nhưng mà ngày 16 tháng 10 là kỷ niệm ngày cưới. Thì em dặn là đầu tháng em dặn rồi, con ráng ở thêm mấy ngày nữa cho ba mẹ ăn kỷ niệm ngày cưới rồi hãy ra. Rồi cái ngày qua ngày 17 là ba mẹ ăn kỷ niệm ngày cưới xong, rồi đó qua ngày 17 tự nhiên ngày hôm đó em buồn ngủ á, em ngủ tới 11 giờ luôn, bình thường em dậy sớm lắm. Ăn cơm xong rồi em tiếp tục ngủ tới 5 giờ chiều thì má lại mua cho một tô hoành thánh. Ăn xong em đứng lên một cái dẹp tô thì lúc đó là 6 giờ là nghe cái bụp là em biết là vỡ ối rồi. Mà em lại nghĩ trong đầu trời nó vỡ ối vậy chắc là nở rồi, đi vô là chỉ có đẻ thôi. Má em cũng nghĩ vậy, má chồng á, nên vĩnh quán luôn, không có biết là lấy cái gì. Thì thôi không lấy gì hết, đi với em thôi, lấy hồ sơ thôi, còn cái gì thì chồng em đem vô sau. Mà lúc đó thì 6 giờ chiều mà đường nó đông lắm, nên kẹt xe. Mà má em cứ để tay lên bụng em nè, con ơi từ từ nha, tới bệnh viện rồi con hãy ra, con ráng đợi mẹ nha. Má chồng em nói với em như vậy. Còn em thì vui vẻ lắm, trời ơi sắp đẻ rồi, sắp được gặp chồng rồi, sắp được sinh một sinh gia đình gì đó. Nhưng mà ai ngờ tới bệnh viện vô khám siêu âm, bác sĩ khám trong thì mới nở có 0,5 phân thôi. Mà lúc đó em bị vỡ ối rồi cho nên người ta phải bắt nhập viện đi lên phòng chờ sinh. Thì lúc mà thay bộ đồ bệnh viện ra thì em gặp chồng em chút xíu làm thủ tục, rồi ngồi xe lăn đẩy lên. Thì em vào đó thì người ta khám lại lần nữa thì cũng vẫn nở 0,5 mà. Cái người ta mới nói thôi bây giờ em xuống giường nằm đợi đi. Mà lúc mà cái cảm giác trời ơi vô phòng chờ sanh một mình đó, nó kinh khủng lắm. Em nghe tiếng la hét rồi kêu đi mổ đi, không có chịu được cái cảm giác này, kêu là đẩy đi mổ. Thì em nghĩ trong đầu trời có gì đâu la, thì mình ráng chịu đựng thôi.
Lát nữa em la to nhất phòng luôn. Em không biết sao nữa, em thấy trong đó em sủng nhì lắm chị. Người ta ráng người ta nằm yên để đo tim thai cho con của người ta, còn em cứ lăn qua lăn lại. Cái tim thai con em nó lên xuống gì nè, thì nó chập trùng như đồi núi vậy đó. Bác sĩ nói bây giờ có muốn đẻ em bé không? Cái mà em lại sợ đau nữa, em khóc quá chị khóc luôn, mà em lại bị lên huyết áp. Bác sĩ nói nín, nín thì mới đẻ, còn không thì không đẻ. Mà em cứ khóc hoài vậy đó. Cái một hồi nữa cái bác sĩ mới kêu một bác sĩ nam ra, nói bây giờ có đi đẻ hay không, không đi đẻ thì đi về. Nè em cái gì đó, cái đó như là mình bừng tỉnh lại. Cái mình mới nằm nói ờ thôi mình phải đi đẻ chứ, không đi đẻ thì con mình nó ở trong bụng mình sao nó chịu được. Lúc đó mới bình tĩnh lại, mới nằm yên lại, ráng chịu đựng để bác sĩ đo. Vậy là cô này là được chiều chuộng. Em sợ đau kinh khủng luôn. Sợ đau. Dạ. Lúc đó em có mình à, em khóc quá gì khóc luôn. Mà chồng em với lại má chồng với lại mẹ của em thì ngồi dưới đợi. Đợi từ tối hôm qua đến sáng luôn, không dám về. Bao nhiêu người đi sinh rồi mà sao thấy không có em. Mẹ em với chồng em mới lén lên coi em như thế nào. Thì em gặp mẹ em mừng quá. Em nói thôi mẹ ơi con đi về, con không đẻ nữa đâu, đau quá con không chịu đựng được. Em được luôn rồi về. Em giật dây ra luôn, em không chịu được. Trước khi mà em đi sinh thì trong toàn bộ quá trình mà em mang thai á, cái hình dung của em về câu chuyện đi đẻ nó như thế nào? Em hình dung nó là màu hồng lắm chị, là tại vì người ta đều nói là em là đẻ dễ, vô là chỉ có đẻ thôi, mà em bị vỡ rồi em nghĩ là em vô đẻ liền. Lúc nào em cũng mặc định vậy hết á, cho nên là nó hoàn cảnh xô cái bả đẩy luôn là vậy đó, trời ơi. Cho nên là lúc mà một mình em phải trải qua hết những cái quá trình em mà... bị sốc. Dạ đúng rồi, em không nghĩ tới, em cứ nghĩ là em vỡ ói rồi vô đẻ liền là hai ba tiếng sau là mình được gặp con mình. Mình cứ mặc định trong đầu mình. Coi phim nhiều quá nè, vỡ ối cái á đẻ đâu có. Vẫn truyền hai chai thuốc dục sinh luôn mà em vẫn không nở, phải mổ. Em nói ờ vậy thôi cho con đi mổ đi. Trời lúc đó em chưa thấy ai mà nghe mổ mà vui như em. Trời em vui lắm luôn á, em được gỡ ra khỏi cái đống dây nhỏ là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà bác sĩ nói bây giờ đẩy qua phòng mổ mổ liền. Em nói trời, mổ chưa kịp nói với chồng là mình đi mổ, lỡ giọng dặn chồng là đặt phòng sinh gia đình rồi, chưa kịp dặn dò chồng gì hết. Cái bác sĩ nói được, em được gặp chồng em. Em gặp chồng em 5 phút để em đưa cái mắt kiến. Em rất là tủi thân luôn, cũng bình tĩnh lại mà nó không sao. Vô là mổ là xong liền à. Mà trong đầu em lúc đó cứ nghĩ là mình mổ mình gây tê thôi, mình cũng được nhìn thấy con mình. Nhưng mà không ngờ là để vô phòng mổ bác sĩ nói là em gây mê nha, tại vì em đợi lâu quá rồi. Sợ em bé bị ngợp. Trời ơi em lúc đó em thích coi phim kinh dị lắm chị. Lúc đó em cứ nghĩ là trời ơi chết rồi, mình gây mê rồi, không biết mình có sống lại được không, hay là mình đi luôn rồi mình có tỉnh lại được, tỉnh lại lúc nào rồi chồng mình sao, mình chưa kịp dặn dò chồng mình cho con uống sữa gì nuôi con sao, chưa kịp dặn dò gì hết đó. Em cứ nghĩ như vậy, em khóc quá trời luôn, tại vì chưa kịp chăn chối, em đầu em nghĩ là vậy đó. Em nghĩ vậy luôn á. Lúc mà mổ xong rồi á là lúc 2 giờ là em bé chào đời, là đẩy em vào phòng hồi sức. Mà lúc đó em tỉnh lại, câu đầu tiên em không hỏi con em đâu, em nói cho mượn cái gối thì nhức đầu quá. Rồi em nằm lên cái gối đó em ngủ một giấc luôn, cho đến khi mà em đỡ nhức đầu em tỉnh dậy, em nói ủa hình như mình vô đây để mình đi sinh em bé mà, ủa rồi con mình đâu, xong ai nói gì với mình nó vậy. Lúc đó em mới chợt nhớ tới con cái em, mà tại vì bị lấy mắt kiến rồi em đâu có nhìn thấy ai là ai đâu. Em mới nằm em mới la lên, ủa con em đâu rồi chị, con em sao rồi. Thì lúc đó chị y tá mới nói không sao hết, bé nằm dưỡng nhi, đợi em tỉnh lại á thì bé đi xuống với mẹ. Appetito siro ăn ngon, ba tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu dành cho trẻ biến ăn. Rồi cái cảm giác lần đầu tiên khi mà mình được gặp con mình nó như thế nào, nó có giống như trong phim không? Không, em sợ lắm, em sợ con em lắm. Hai tay đều bị truyền hết mà còn phải ngồi lên cho con bú. Nên em sợ lắm. Mỗi lần mà má hay là mẹ ẵm con tới gần em là em ngủ không à. Em giả bộ em ngủ để không cho con bú. Ồ, nó lại là một cái cảm xúc đúng, khác. Nó là một cảm xúc khác cho nên nó muôn hình vạn trạng. Thứ nhất là vì chúng ta vừa mới phẫu thuật xong. Cái thứ hai, ví dụ như cái tâm lý của Trúc thì chị có thể hình dung ra được điều đó. Ở Trúc á, cái nhu cầu của chính cơ thể mình, những cái tín hiệu đi từ cơ thể của bạn ấy nó quá mạnh, để bạn ấy phải ngay lập tức lưu ý đến bản thân mình để mình được an toàn đã. Cái gọi là cái tâm lý loại trừ con trẻ là có thật ở những mẹ bầu mới sinh. Má chồng của em cũng hiểu, cũng thông cảm nên không có nói gì hết. Tới khi mà nó hết đau vết mổ, nó đỡ đau rồi, em có thể ngồi được, em có thể ẵm con được. Lúc đó em mới cảm nhận được là con nó đáng yêu. Tầm khoảng gần 10 ngày nhỉ? Đúng rồi. Em mới cảm thấy tình mẹ nó thiêng liêng. Còn lúc đầu là em sợ lắm, nó đứng gần em sợ, em không dám ẵm luôn. Chỉ có bà nội bà ngoại ẵm thôi. Lúc
nãy em nói là về cái vấn đề cân nặng của em á, em mang bầu em lên tới 30kg lận. Lúc trước sanh là mấy ký? Lúc trước khi sanh có bầu là em tầm 55-56kg thôi. Như vậy là có bầu lên 30 là 80 mấy ký, gần 90kg. 85kg. Tại em cứ nghĩ thôi không sao đâu, mình cứ lên ăn đi, mình lên nhiều. Mốt mình đẻ con ra chắc cũng giảm tầm 10-15kg. Tại vì mình đẻ thường mà nhau nhớt thì nó ra thì cũng giảm được nhiều. Em lên cân thì giảm đúng 3kg. Em bé sinh ra 2kg 9, em giảm đúng 3kg. Chồng em cười quá chứ cười luôn. Em không tin luôn, em nói ủa tại sao vậy? Ủa vậy còn nước ống rồi gì đâu hết trơn rồi, ủa đâu hết. Tới bây giờ luôn, số cân nặng nó không giảm. Tự ti về cái ngoại hình của mình như vậy thì cái chuyện vợ chồng nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Một mình em tự ti thôi nha, còn đúng chồng rồi. Em lúc nào cũng nói là em còn nhìn ngon, nhìn cũng được. Trời ơi, giờ đang ngon nè. Không, tại vì cái phản ứng mà ổng cười ngặt nghẽo khi mà bạn này bạn leo lên cân là mình hiểu, ừ anh là chịu hết. Ừ ngon như ngon. Vậy là chắc anh ăn mỗi ngày hả em? Chồng em cũng thương em lắm, nó là thôi khi nào em lành hoàn toàn đi, không còn đau nữa đi thì mình hãy làm. Cái cũng 3 tháng đó mà em bình phục hoàn toàn thì chồng em với em mới bút lịch đó. Đúng rồi. bút lịch lại. Trời ơi, như vậy là anh chồng này tâm lý. Nhưng mà lúc đó cái tức là cái lần đầu tiên quay trở lại á, cái sự tự ti nó đến từ phía em. Em có cảm thấy là mình cũng rất là cọc cạch, rất là thấy lo âu không? Em không cảm thấy lo âu nhưng mà giống như là em không còn ham muốn như hồi trước khi sinh nữa. Thấy nó bị giảm hẳn luôn. Chồng em thông cảm lắm. Lúc nào mà em cảm thấy ok á thì em nói với chồng. Anh chồng này là quá tuyệt vời rồi chị, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Nào như vậy thì bây giờ mình có lời nhắn gửi nào dành cho ông xã của mình không? Em muốn gửi lời nhắn gửi này cho má chồng của em. Tại vì má chồng của em là người mà chăm sóc lo lắng cho hai mẹ con em từ lúc mà em sinh cho tới lúc bây giờ hiện tại. Con xin lỗi má vì con đôi khi con quá vô tâm. Con cứ nghĩ là má thương con với lại thương Kindy quá thì má sẽ bỏ qua hết cho con, nên con cứ nghĩ là như vậy nên con cứ làm sai với má. Nhưng thông qua chương trình này con muốn gửi lời tới má là trong lòng con rất là thương má, mong má bỏ qua cho con. Rồi thôi, nếu mà mình đã biết là cái khuyết điểm của mình như vậy thì từ bây giờ thì mình phải thay đổi, mình phải thể hiện cái tình cảm và cái tình thương của mình dành cho má nhiều hơn để bù đắp lại cái tình cảm mà má dành cho mình. Và thật sự là cũng rất là cảm ơn má chồng. Cảm ơn má chồng của Trúc. Xin được cảm ơn Trúc đã nhận lời tham gia chương trình.